Tại Quảng Ngãi, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cùng đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ tại công trường thi công dự án thành phần của dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2. Đoàn công tác đã đề nghị tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho nhà thầu nhằm gia tăng sản lượng dự án. Tuyến cao tốc Quảng Ngãi Hoài Nhơn, đến thời điểm này, các đơn vị thi công đã đào thông 2 trong số 3 hầm xuyên núi và đã triển khai thi công 54 trên 77 cầu trên toàn tuyến, đạt giá trị giải ngân khoảng 4.600 tỷ đồng, tương đương sản lượng đạt hơn 18% tổng khối lượng. Và nhà thầu đang tập trung nguồn lực nhằm gấp rút đẩy nhanh thông hầm số 3. Cái điểm căng lớn nhất là hiện là công tác triển khai thi công của hầm số 3 và điều chỉnh địa chất của số 3 sẽ là quyết định cái tiến độ hoàn thành của dự án. Trên cơ sở tiến hành chỉ đạo của Bộ trưởng thì Tập đoàn Đèo Cả phối hợp với Ban quản lý dân 2 giám sát sẽ phấn đấu hoàn thành tiến độ theo các yêu cầu của Bộ trưởng chỉ đạo. Theo Bộ Giao thông Vận tải, đến nay sản lượng thực hiện 12 dự án thành phần của dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2 đạt hơn 21% giá trị hợp đồng. Kiểm tra trực tiếp tại hiện trường các gói thầu thi công các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu phải tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu vượt tiến độ 8 tháng để đến tháng 12 năm 2025 sẽ thông toàn tuyến để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14. Ban quản lý dự án thì các đồng chí tiếp tục giám sát, phối hợp, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện để cho nhà thầu có cái điều kiện mà đầy đủ nhất và thuận lợi nhất trong suốt cái quá trình triển khai thi công, và đặc biệt là vấn đề thanh toán. Chúng ta phải làm rất nhanh để tạo điều kiện cho các cái nhà thầu có cái nguồn vốn một cách kịp thời, để từ đó thì bố trí đủ máy móc, thiết bị rồi là phương tiện, con người. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cũng đề nghị chính quyền các địa phương có dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2 đi qua phải khẩn trương giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để không làm chậm tiến độ triển khai dự án.